Chào mừng bạn đã quay trở lại với Anna Trần. Video này chúng tôi muốn chia sẻ với bạn một mẫu nail cỏ tròn. Đầu tiên, bạn chuẩn bị một cái móng, sơ sẵn màu nền sơn gel tùy ý. Ở đây chúng tôi sử dụng màu sơn gel nước gạo. Tiếp theo, bạn sẽ tô điểm thêm cho màu nền bằng cách sử dụng một cây cỏ tô liner 1. Lấy vào sơn gel màu cam và cho phần sơn gel này lên những vị trí móng bạn muốn có màu cam. Rồi bạn sẽ thực hiện các bước tán màu cam này ra bằng cách là vẫn sử dụng cây cỏ tô này. Lấy vào một ít tóp gel để bôi trơn, sau đó đặt vào phần màu cam, kéo nhạt dần phần màu cam này ra phía ngoài móng, lần lượt tán phần gel vẽ màu cam ôm rê dần ra. Tán xong phần màu cam vừa ý rồi thì bạn có thể trang trí thêm cho móng bằng cách sử dụng gel vẽ màu trắng. Bạn cho lên móng vị trí bạn muốn tô điểm, kéo tạo răng cưa tùy ý, sau đó lại sử dụng top để tán phần màu trắng này tan ra. Sau khi tán xong phần gel vẽ màu trắng tan ra vừa ý rồi là bạn cũng đã xong phần lớp nền. Bây giờ bạn sẽ cho đi hơ đèn để khô lớp nền này. Hơ đèn khô lớp nền rồi thì bạn sẽ bắt đầu vẽ lên đây. Bạn sử dụng một cây cỏ tròn mini oval, lấy vào gel vẽ màu trắng. Bạn lấy mướt gel trên hai mặt của cỏ. Bạn đặt cỏ ở phần ngoài cùng của cánh hoa muốn vẽ và kéo thẳng chụm lại ở tâm. Cách để sử dụng cỏ mini oval vẽ các nét thẳng và nét cong bạn đã được học rất nhiều ở các bài trước. Tiếp tục vẽ thêm một nét nữa nằm bên tay phải. Đặt cỏ ở phía bên tay phải, thấp xuống một chút so với cánh đầu tiên. Thao tác lại một cánh nữa tương tự ở phía đối diện, đặt ở bên tay trái, vẽ ra một cánh cong nhẹ, chụm lại ở tâm. Thao tác lại thêm một nét nữa ở phía ngoài, vẽ ôm cong theo cánh hoa và chụm lại ở tâm. Mẫu vẽ này là cánh hoa tự nhiên, vì thế bạn có thể vẽ cánh hoa có bao nhiêu nét là tùy ý. Sau khi đã xong một cánh thì bạn sẽ thao tác tương tự cho các cánh nữa. Ở bên dưới góc trái này ta sẽ thao tác thêm một cánh hoa tương tự, đặt và vẽ chụm lại ở tâm với cánh đầu tiên. Lần lượt cho thêm các cánh hoa phụ ở bên trái và bên phải tùy ý. Sau khi vẽ xong hai cánh hoa theo ý và chụm lại ở tâm rồi thì bạn sẽ cho đi hơ đèn để khô phần lớp vẽ này. Hơ đèn xong rồi thì bạn có thể tô điểm thêm cho lớp cánh này bằng cách sử dụng một ít sơn gel màu cam. Bạn cho lên ở phần nhụy hoa và sẽ tán phần màu cam này cho cánh hoa bằng cách sử dụng cỏ tô và một ít tóp. Tán nhạt dần màu cam này từ góc cánh hoa, nhạt dần ra phía ngoài đầu cánh. Tô điểm cho cánh hoa xong rồi thì bạn sẽ cho đi hơ đèn để khô phần màu cam này. Hơ đèn xong rồi thì bạn có thể sơn thêm một lớp bóng lì cho móng và cho đi hơ đèn để khô lớp sơn bóng này, rồi mới vẽ lớp thứ hai lên đây thì hoa của bạn sẽ trông có độ sắc hơn. Và bạn sẽ tiếp tục cho thêm các tầng cánh hoa theo ý lên đây. Đặt cỏ ở phần giữa hai cánh hoa trước đó, vẽ ra một cánh hoa nữa tương tự như ban nãy. Vẽ xong các cánh hoa cho tầng cánh thứ hai rồi thì bạn sẽ cho đi hơ đèn để cố định màu vẽ này. Hơ đèn xong rồi là bạn cũng đã kết thúc phần vẽ. Bây giờ bạn có thể sơn tóp lên đây. Bạn có thể lựa chọn tóp bóng hoặc tóp lì. Ở đây chúng tôi sẽ sử dụng tóp lì và cho đi hơ đèn để khô lớp tóp lì này. Hơ đèn xong rồi thì bạn sẽ bắt đầu tạo ra phần mỏng nước cho cánh bằng cách sử dụng một cây cỏ râu, dít vào gel, đặt ở ngoài cánh hoa, đặt và kéo thẳng vào tâm.
để tạo ra một cánh giọt nước cho hoa. Tiếp tục thao tác tương tự cho tất cả những cánh bạn muốn tạo. Thêm hiệu ứng mỏng nước xong rồi thì bạn sẽ cho đi hơ đèn để khô cố định mẫu vẽ này. Hơ đèn xong rồi thì bạn cũng đã hoàn tất mẫu móng. Bạn có thể trang trí thêm một ít đá bầu tâm để làm nhĩ cho hoa. Vậy là bạn vừa mới hoàn tất mẫu móng. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy nhấn like và nhấn chia sẻ để bạn bè cùng xem. Nhấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để đón xem các video mới của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!